em là fan của chị hơn 8 năm nay rồi. Khi nghe những bản tình ca của chị, em luôn cảm thấy mình được thấu hiểu và được nói lên nỗi lòng của mình. Em đang rất hóng chờ album Love Songs 3 của chị. Được biết trong album này có sự góp mặt của rất nhiều nhạc sĩ như anh Nguyễn Hùng Thuận, nhạc sĩ Thái Thịnh. Vậy trong album này sẽ là những bản tình ca da diết, đau khổ tiếp theo hay sẽ có những ca khúc tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng? Em rất mong chờ album này, mãi yêu chị. Cách đây có khoảng một tuần thì đĩa này được thu live trực tiếp giống như là mình hát ở trên sân khấu. Và hát cùng với ban nhạc của mình thì trong đấy không chỉ có Nguyễn Hồng Thuận, không chỉ có anh Thái Thịnh mà còn có nhạc sĩ Vương Anh Tú là nhạc sĩ đang nổi tiếng với ca khúc Anh Thư Đi Đi, và nhạc sĩ Tiên Cookie, và rất là nhiều những nhạc sĩ nổi tiếng khác nữa viết về tình yêu. Và hầu như là trong là những cái ca khúc mà Hà đã từng hát như là Ngày Mai Em Đi, rồi cái bài hát chính thức ở trong đĩa là cũng là tựa đề của album, đó chính là Gửi Người Yêu Cũ, rồi là bài Chạy Theo Lý Trí, thì chợt nhớ về anh, cứ nghe tất cả tựa đề là mọi người biết là nội dung chính của Love Songs 3 là gì, là thất tình. Và Hà nghĩ là chỉ có nhạc thất tình thì mới được nhiều người nghe nhất, bởi vì khi buồn thì mọi người mới tìm ra nhạc của mình. Và giọng của Hà thì là mang cái tính chất tự sự và hơi buồn, nên là đưa cho Hà một bài hát hạnh phúc thì Hà hát kiểu gì nó cũng thành nức nở, nên là chẳng có một bài hát hạnh phúc nào của nhạc sĩ nào gửi cho Hà hết. Thế nên là biết thân biết phận ấy, chọn vào bài thất tình, thậm chí là tan nát. Và nên là hầu như trước đây Hà ví dụ như là giấc mơ chỉ là giấc mơ, yêu thương mong manh, hay tìm lại giấc mơ sao ta làm im một lần cuối thôi, đều là những cái gì gọi là tan vỡ nhất của tình yêu, thì là Hà thể hiện và được thành công. Nên là Hà nghĩ là có lẽ là Hà chỉ có duyên với những gì đau khổ và mất mát rồi. Là vậy thì tại sao Love Songs Hà lại không cũng mang những cái điều đấy đến với khán giả? Bởi vì thực ra khi buồn mà mọi người tìm tới mình cũng là một cái điều rất là hạnh phúc dành cho mình. Và Hà tin chắc là giống như trên đường mà từ chỗ chụp hình Hà đi tới đây cũng vậy, Hà cũng đều nghe lại hết tất cả những ca khúc ở trong Love Songs này của mình, và thực sự Hà cảm thấy hay. Bài hát đấy rất là hay. Và hy vọng là lại một lần nữa sẽ được tất cả mọi người đón nhận những ca khúc mới như là Chạy Theo Lý Trí, Chợt Nhớ Về Anh và Người Yêu Cũ. Cái bản Người Yêu Cũ thì Hà sẽ hát lần này tại Hà Nội luôn. Lần trước Love Songs ở Sài Gòn thì chỉ có nhà hàng có cái điệp khúc thôi, và lần này ở Hà Nội thì sẽ lại là một món quà đặc biệt nữa, hát trọn vẹn cả bài hát để dành